Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 10, và cháu đang chuẩn bị hết đồ để mang vào viện. Ở đây đã có 12 quả bưởi da xanh này. Đấy, 12 quả bưởi da xanh loại 1 nhé. Thì hôm qua bởi vì là các bác cùng phòng với cả bà Ghiên ấy là thích ăn bưởi. Đấy, thì cháu muốn là tất cả những người vào đấy đều là những người gọi là, nói thật là không may mắn như chúng ta được ở bên ngoài. Họ đã vào đấy là họ có bệnh, đã có bệnh thì không ai là may mắn cả. Cháu muốn là mọi người cũng vui vẻ để có một cái tinh thần để nhanh chóng được xuất viện. Tinh thần tốt thì là sẽ ăn uống tốt, thì điều trị tốt thì nó mới nhanh xuất viện được. Đấy, mong muốn của cháu là tất cả những bệnh nhân ở trong cái phòng đấy đều được xuất viện sớm. Và trường hợp của bà Kiên thì là cái môi trường mà tất cả mọi người cùng tích cực thì bà cũng sẽ tích cực lên, đúng không? Chứ còn ở trong cái phòng mà ai cũng buồn cũng chán thì bà cũng sẽ lây, rồi bà cũng chán theo, rất là khó. Đấy, đấy lý do vì sao mà cháu muốn biếu tất cả các bác ở trong cái phòng đấy là đồ. Đấy, còn đây là sâm yến và đông trùng hạ thảo của chị gái ruột cháu mua tặng bà khi mà biết tin bà Ghiên là bị nhà rất là nghèo và bị bệnh rất là nặng, thì chị gái cháu mua tặng bà. Đấy, tuy là bà Ghiên bị bệnh nặng nhưng mà lại may mắn là phát hiện kịp thời mọi người nhé. Đây là cái xe của cháu dùng để đi ở Hà Nội, chứ còn đi các tỉnh thì cháu đi con xe khác. Bây giờ cháu sẽ chờ chị ra để chờ chị cháu đi thăm bác Ghiên mọi người nhé. Đấy, cháu đã mang 12 quả bưởi vào cho mọi người ăn. Anh Trường lấy cho em con dao ấy. Để em cho. Hôm qua các bác có thích ăn bưởi, hôm nay cháu mua. Đấy. Đấy, các bác ơi, cháu mua 12 quả bưởi da xanh giống hôm qua. Ăn cho thôi. Dạ. À, nếu mà hôm nào hết tiền thì sẽ không xuất hiện nữa. Đây anh bổ khoảng độ tầm 5 quả, còn 5 quả buổi tối ăn nhé. Đấy. Dạ. 5 quả buổi tối, 5 quả buổi chiều. Đây anh cầm anh giật cái này là xong rồi. Đấy, được chưa? Anh giật ra. Đấy, 5 quả. Đây mọi người ăn chung. Vâng, cháu mang nhiều lắm. Đây, để cháu bảo anh kia anh bổ cho. Đây, để ba người à. Đấy. Đây, anh giật như này này. Anh giật. Dạ. À, thế bây giờ cô ở đây là có ai trông không? Không, chồng không đi. Thế bây giờ bác đang ở đâu? Bác đang ở đâu? Vẫn ở ngay chỗ Công Tiên. Lấy chồng Công Tiên, rồi đây các cháu ở Bắc Giang, cháu làm đồng nào. Thế người nhà của cô là cứ tối mới vào, còn cô ở đây một mình à? Không, các chị ở đây. Chị cũng chăm nom cho ở xa mà. Mấy chục cái số của thân bà đạo. Và mang cơm, mang thứ ăn mà khổ lắm rồi. Cô nói xin lỗi cháu nhé. Cô cháu đi lên Vũ Tuyến mà xem ai tên là Hồng. Mặt cô tên là Hồng Vũ Tuyến, cô chân nào cháu. Bởi một 4 năm nay rồi, cô toàn ra ngay chỗ xe M2, cháu biết chỗ xe M2 không? Nhưng mà cô bị làm sao? À, cô
cô bị tiểu đường lại chị đến mà cô bị tiểu đường lại cứ đến nói cho chị. Thế nhưng đây là bệnh viện u biếu mà sao lại tiểu đường lại vào đây? Ờ, cô bị mổ 20 à ung thư vú. Ung thư vú. Cháu mới ra xe 2 gặp cô đấy 24/24 cô phải làm cũng ra xin cô 12 đêm cô mới về. Vâng. Cô chỉ quản thì có người cho hai mì hai hộp sữa. Vâng. Người sôi sôi. Chưa cô chưa mổ đấy, có người dùng mổ cơ cho cơm, cho bánh, có người các bác bảo thôi thì cháu thấy bà mổ bên này rồi đấy, có người biếu lại 50, 100 đoàn bác Trung ấy, Trung bác Hùng, bác Mai Hùng nữa đấy, khổ lắm, cô khổ lắm. Thế là vào đây là ai cũng khổ hết, có bệnh mà. Đấy, bà sống mà biết được khổ, toàn đi xin ăn, toàn đi xin ăn thôi. Cái hoàn cảnh của cô ấy thì chị ngồi lên này. Chồng thì rất là khổ. Chồng cô chết rồi, cô lấy ông thương binh này đi ở nhà người ta đấy, tôi thì làm xóm thôi. Cô lấy ông thương binh này được chưa được đứa con nào. Chồng cô chết rồi. Chồng trước thì chết rồi, còn thôi cố gắng điều trị lạc quan là nhanh ra viện. Đấy, cô ra viện. Nhưng mà bao giờ được ra, bao giờ cô được ra viện? Đấy, có chung vào ngày mai ra, chưa ra đâu. Và xin bác ra viện, thì hết định mới ra. Ra được không có làm lầm. Bác cô chỉ là hàng xóm thôi. Vâng. Vâng. Thương ông chồng ra đây toàn cái nhau hợp lý cả. Ở đây bởi vì vợ chồng không có tiền, toàn cái nhau. 200 bạc đi đi viện thì em hỏi làm sao có tiền được. 200 nghìn đi viện thế nào. Thế mà ông cũng đòi lại bà ấy để ông thương minh khổ lắm. Ông thương minh khổ lắm. Nếu ông gái được hơn 2 triệu thu trả để nuôi vợ nuôi con. Toàn ra sinh quản thì thiện ăn chứ. Hôm mà khỏi này ra lại ra xe 32 sinh quản thì thiện lúc lên ga lúc này, cô lên phải toàn ra chỗ đường công viên để xin những cái hàng lọ. Cái hàng nó bán hàng với đây để xin. Rồi, ok. Thế cho nên là anh thì nếu mà có cái giúp đỡ cô. Rồi, ok. Chúng tôi ở phường nó cũng biết là cũng có đã giúp đỡ gia đình nhà rất nhiều rồi. Vâng. Nhưng mà không thể được. Tiền để lo cho mẹ. Khổ, mẹ nó ăn học, nó kia đấy. Vâng. Nên là chỉ có là về cái thần nó cũng hơi khác thì em mình một tí. Vâng ạ. Cho nên là rất khổ về cái chồng con, về gia đình. Vâng. Cho nên là cái này thì bản thân cô thì thiệt thòi thôi. Vâng. Nhưng mà chúng tôi là chỉ có là gia đình những người gần cùng cái gần cái phường đấy. Vâng. Thì thấy hoàn cảnh thì phường nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Vâng. Nhưng mà không thể lại được cái hỗ trợ ấy thì cho nên là bản thân là chính. Cho nên là cô này là từ thanh niên đã bị ảnh hưởng là gia đình rất khổ rồi. Vâng, vâng. Đấy, có lúc là đã bị tâm thần, bị gia đình. Và quần áo là không có quần áo đi ngoài đường để mấy. Hồi xưa quần áo rất là khổ, nhưng bây giờ là nhiều quần áo từ thiện đây là cô đã phải cởi chùa toàn quần áo từ thiện rồi. Đây là cái vấn đề này chúng tôi có đề xuất. Vâng, cái này giáo sẽ lưu ý. Vâng. Lưu ý giúp khổ cho cô, vâng, vâng. Vâng. Rồi. Vậy em toàn quần áo từ thiện đi chứ. Bây giờ tình hình bà như thế nào rồi? Hả? Sáng nay là đi những đâu? Các lớp. Chụp các lớp hả? Ừ, các lớp này xuống cầu thang nó là bị xây rồi. Nôn. Ôi ôi nôn. Hôm qua không ăn được gì đấy. Nôn thêm mệt lắm, đau đầu lắm. Vâng. Đấy thì thưa mọi người là vì là bà lại không ăn được. Không ăn được là bởi vì là say xe hay là vì là người tự nhiên nó thế, tự nhiên buồn nôn? Xe xe, à, xe xong lại chưa khỏi rồi. Hôm nay hôm nay là có bị say nữa không? Say cầu thang. Say thang máy hả? Thang máy. Thế đi thang bộ. Bỏ từ mai anh Trường dắt thang bộ nhé. Say thang máy. Thì hôm nay thì bác sĩ đáng nghĩa là bác sĩ bảo là hôm nay là sẽ mổ nhưng mà thể trạng của bà lại yếu rồi, lại không mổ được. Sáng ngày mai thì là sẽ không được ăn uống gì. Nhá, sáng mai không được ăn uống gì để bác sĩ thụt đại tràng để soi. Đấy, phải soi đại tràng nữa. Đấy. Mai nó phải thụt là người ta sẽ bơm cái dịch vào để người ta hút hết cái phần phân trong người ra để người ta soi đấy nhá. Thế bà hiện tại là thấy không? Tinh thần ổn định không? Có hoang mang sợ sệt gì không? Bình thường nhá. Thế còn cái chi phí viện phí là cháu và anh Thắng lo cho bà nhé. Nhưng mà bà cố gắng phải ăn uống đầy đủ còn nhanh ra viện. Đầu hoa mắt. Thế từ sáng giờ ăn mấy bát cơm rồi? Sáng nay ăn có cái nửa lưng mà nôn còn bốn nửa lưng. Ăn là bao nhiêu luôn hết à? Rồi, ok nào. Thế để cháu ra vào anh chê. Đấy, mọi người là đang lại liên hoan tiếp ở trong bệnh viện mà liên hoan này là phá cỗ trung thu. Hôm nay phá cỗ tiếp. Cái bưởi này có ngon bằng bưởi hôm qua không chị?
À ngon bằng luôn. Thế là cái chỗ này mai lại mua tiếp. Cái bưởi này nó lành chứ nhỉ? Bưởi cam quýt. Vâng. Và nhiều cái ăn mấy ví dụ cái quả mà nhãn thì tiểu đường lại không ăn được. Tiểu đường mà ăn nhãn là toi. Nó ngọt. Vâng. Trong đây là có cả bệnh nhân là bị ca hả chị? Em thấy rụng hết tóc rồi. À. Toàn ca. Đấy. Ui dồi. Thế nhưng mọi người ở trong đây đều rất là tích cực, ai cũng cười vui vẻ. Điều trị ung thư quan trọng nhất là tinh thần. Mà cứ dầu dĩ vào trong cái phòng mà là cả phòng dầu dĩ thì có khi mình không ốm thành bốm rồi. Anh Trường hôm nay là có kinh nghiệm bóc bưởi hơn đúng không? Bóc nhanh hơn rồi đấy. Ui. À học các chị à. Chuẩn bị là bóc lại thành ấy rồi. Sau này về Hà Giang đi bán bưởi. Đi bóc bưởi bán. Cái vỏ bưởi này để trong phòng được cho nó thơm. Để đỡ mùi thuốc. Chị à, chị quê ở đâu hả chị? À chị ở Hà Nội luôn hả? Thế gần có người nhà chăm tiện. À tự chăm á? Ôi dồi ôi. Vâng. Vâng. Đấy thuộc quan trọng là mọi người đây. Vâng. Vâng. Đau ít là đỡ người đau nhiều đúng không? Người đau nhiều đỡ người là không dậy được. Thế ở trong đây thì ai có một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt riêng. Mà cháu nghĩ rằng đã vào trong đây thì tất cả đều là không may mắn. Vì là nó mang mầm bệnh trong người, tất cả đều không may mắn. Đấy. Nhưng vừa có bác là bác Hồng, bác ấy cũng muốn là mình giúp cho bác ấy một phần. Đấy. Thì cháu cũng sẽ cân đối. Nhưng mà để mà sau hoàn cảnh thì ở trong phòng này là bà Ghiên là khổ nhất. Vì là mọi người đã theo dõi video nhà bà Ghiên là còn không có nhà để ở. Có mỗi là vài cái tấm gỗ lợp lên thôi. Ở đây mọi người còn có triệu này triệu kia, còn ở trên kia 1.000 cũng không có. Đấy, cháu, thậm chí là tiền ăn hàng ngày của bà Ghiên là cháu cũng phải đưa cho anh Trường. Anh Trường mà ở trên đấy là anh làm cái gì để kiếm tiền? Mỗi ruộng thì đủ thóc để ăn, làm gì có tiền mà ăn. Tiền thì thỉnh thoảng đi làm ít gỗ, lau gỗ, à, thuê linh tinh này. Đi chặt gỗ thuê. Bây giờ thu nhập một tháng của anh được bao nhiêu? Gỗ một tháng có lúc 2-3 triệu thôi. Tháng 2-3 triệu đấy. Ở Hà Nội này mà đói ra đường còn xin được. Trên Hà Giang mà đói xin toàn những người đói hơn đúng không? Người ta còn khổ hơn mình, không xin được đúng không? Đây là hôm nay là em đi cùng với cả chị gái. Tí chị sẽ tư vấn cho mẹ anh thì anh cố gắng nghe để làm theo nhé. Đấy, chị cũng có chuyên môn. Đấy, hôm nay lại mang bưởi không phải là bởi vì là lý do gì mà chính là bưởi nó lành mọi người ạ. Ở trong đây có cả người tiểu đường rồi người kiêng này kiêng kia thì cái bưởi này nó ngọt. Mọi người ăn. Đấy, anh Trường mời mọi người ăn. Lại liên hoan một bữa nữa mọi người ạ. Tối nay lại vẫn còn để liên hoan tiếp. Anh cho mỗi giường 2-3 múi rồi để các bác ăn này. Hết là lấy tiếp. 15 quả rồi. Yeah.
Anh Trường chia sẻ cho cả người nhà của các bác nhá. Có nhiều mà, lấy nhiều mà. Ở trong đây các bác gọi là bị bệnh mà vào đây bác nào nhìn tươi vẫn xinh nhỉ, nhìn xinh thật. Phòng này phòng hoa hậu của cả viện, nhìn mặt bác nào cũng xinh. Bác sĩ thân thiện nhiệt tình nhắc nhở tí một, vừa còn hướng dẫn bệnh nhân là nên ăn cái gì, không nên ăn cái gì. À, túi rác á, cứ ăn đi trong một tí vẫn một thể, cứ để đấy. Bữa hôm nay có ngọt không các bác? À vâng, là mai cháu lại mua tiếp. Anh để bàn đấy, các cái bàn chỗ cái inox kìa, bàn inox kìa. ngồi gần cái mặt gần bác vào, bởi vì là nói được nhưng mà bác nói bé chị không nghe rõ được đâu. Đấy, sát tai vào. Xuống đến đây là cứ yên tâm. Chị chưa nói to lên vì là trong đây ồn. Với cả là bác là đang ù tai vì là bị tụt huyết áp, là không ăn được gì từ hôm qua phải truyền đấy. Đây đang truyền cái gì đấy? Dinh cơ đây. Đấy. Tức là bác đang bị ù tai, cố gắng nói to để bác nghe thấy nhá. Đấy. Bà xuống đây bà cứ yên tâm nhá. Bác sĩ ở dưới này tốt lắm, giỏi. Là bà không vấn đề gì đâu nhá. Thì mai là đi nội soi, nhớ là mình từ bây giờ là mình không uống nước nữa nhá. Nội soi không sợ đâu. Nội soi dưới này không đau đâu, cứ yên tâm nhá. Xuống đây là kiểu gì bà cũng khỏi bệnh rồi nhá. Vâng, đấy thì cháu có cho một ít yến ấy. Đây mai đây. Mai có nội soi xong bác sĩ là có được ăn thì bà ăn cho nó khỏe nhé. Yến nó dễ ăn lắm. Yến là để tăng cường sức khỏe. Đấy, bà cứ mệt thì bà thì mai nội soi xong hỏi bác sĩ được ăn thì ăn nhé. Chị vén bụng của bà lên xem cái bụng này. Đây, chị vén lên mà xem. Thấy không? Đúng rồi. Bác sĩ bảo là sắp vỡ rồi đấy. Căng bụng như quả bóng rồi. Bà có đau không? Đây, căng chèn hết cả rốn rồi. Căng hết cả rốn này rồi. Thế là thôi cứ cố gắng nhé, yên tâm đi. Cứ xuống đây là kiểu gì mình cũng khỏe. Chị hỏi xem là bác có bệnh lý nền gì nữa không? Ví dụ có bệnh lý gì nữa không? Có bị bệnh lý gì nữa không? Có bị bệnh tiền sử huyết áp, tim mạch hay là gì không? Không, tức là như này này chị ạ, bởi vì là bác này là ở miền núi không có tiền đi khám bệnh bao giờ và cũng không biết mình bị bệnh gì, thì chị hỏi xem triệu chứng ấy, thì từ đấy mình chuẩn đoán. Vì ở đây là bác sĩ người ta có mấy nghìn bệnh nhân là không quan tâm được. Ví dụ như là bác chị nghe chị chuẩn đoán là ví dụ như là tụt huyết áp thì mình không nên uống giả cổ lam chẳng hạn, thì để mình dặn về nhà đấy, để dặn thôi. Nhưng còn bác sĩ người ta không nắm được cần đấy, người mỗi hàng mấy nghìn bệnh nhân người ta chỉ điều trị thôi chứ người ta không hỏi từng người một kỹ như mình được đó. Đấy, chị hỏi xem là bác có dị ứng cái gì không thì để mình mua mình tránh nó ra đấy. Cứ đau đầu. Thế là bác có hay bị đau đầu không? Hay bị đau đầu lắm ạ. Buồn nôn. Hay bị đau đầu buồn nôn đấy. Thấy chưa, bình thường có ăn được không? Bình thường thì ăn cũng mấy bữa ăn được bát. Chắc đau đầu buồn nôn này có thể là do máu lên não nó thiếu nên là dẫn đến nó bị hay bị hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Đấy thì cái này
cái này bác cứ chịu khó đình. Ăn rối loạn tiền đình thôi thì mai sau về chịu khó nghỉ ngơi này. Cúi lên cúi xuống là phải từ từ. Lúc nào dậy cũng thế, dậy là không được dậy đột ngột đâu. Đấy. Mở mắt ra dậy là phải lấy tay lắng chân lắng tay xoa người khoảng tầm 5-10 phút xong thì dậy nhá. Chứ dậy đợt ngay đợt một cái là nó sẽ bị chóng mặt đấy. Thì cứ mổ đi, sau khi mổ về thì bọn cháu sẽ đến hướng dẫn bà cái cách về ăn uống nghỉ ngơi nhá, cho nhanh khỏe. Đấy, ví như ăn uống bình thường bác có hay dị ứng cái gì không? Ăn bình thường cũng... ví dụ như là ăn cái gì đấy có bị dị ứng không? Không, không cái gì ăn không ăn được nhiều, ăn ít này. Ví dụ như là bị cái bệnh này này thì mai sau về bảo con cái là không được cho ăn mầm đậu lành nhá, đúng rồi. Giá đỗ ấy. Đá đỗ là cũng hạn chế thôi, đậu phụ, rồi nước sữa Fambi các thứ là phải kiêng tuyệt đối. Không được uống nữa, uống chỉ uống sữa Ensure thôi, không được uống Fambi nhá. Đấy, với cả ăn uống thôi. Đậu phụ là cũng phải kiêng đấy. Ở nhà này hay ăn đậu phụ nhiều. Chết còn bảo mua thùng Fami uống xong tí chết rồi. Đấy. Rồi đang đé tự nhiên là sưng to tướng này. Uống Fami vào nó kích thích thôi. Cái bệnh này là kiêng đậu lành tuyệt đối. Kiêng đậu lành. Đậu phụ về là không cho con, không được ăn đậu phụ nữa. Bà cứ ăn nhiều thịt cá trắng, cái thịt lợn thăn này, cá này, ở trên đấy cá nhiều ăn tốt. Cá bỗng. Cá nhiều lắm. Đấy, chị tặng cho anh xong hướng dẫn anh cái cách dùng của cái này. Nhưng cái này nhá, cái viên này thì khi nào mai sau bà về ra viện thì uống sau. Còn cái này thì mai bà đi nội soi rồi thì mình không được cho bà ăn cái gì vừa bác sĩ dặn đấy. Ngày mai là không ăn gì. Từ giờ đến bây giờ, từ bây giờ đến mai là không được ăn gì hết và cũng không được uống gì cả. Không được luôn nhé. Vì yên tâm thì bà không bị khát đâu. Có bác sĩ họ cũng sẽ truyền dịch, truyền đạm cho bà. Không sợ bà đói hay là khát đâu. Ê, hướng dẫn anh dùng cái này như nào chưa? Này hướng dẫn rồi. Đấy, anh nói xong rồi kiểm tra lại xem anh nhớ không. À thế à? Anh bây giờ anh là người đồng bào, anh không... Cái này thì cất đi nhá. Cái này thì cất ở trong đây. Cái đấy là khi nào dùng? Cái này là khi nào bà về viện thôi. À, về nhà đó. Tức là coi như cất đi lúc nào ra viện mang về. Đấy, ok. Đấy, nhắc cẩn thận. Cái này khi nào mà nội soi về bác sĩ bảo được ăn. Thì mới ăn. Bác sĩ bảo được ăn thì mới ăn nhá. Cho bà ăn một lọ này, ngày một lọ. Thế hết thì em lại bảo. Cái này nó rất là đắt tiền nên là anh phải canh lúc nào mà bà phải tỉnh táo nhá. Chứ bà mà đang buồn luôn anh cho ăn luôn một phát là mất. Ví dụ như là bà mà khối tiền đấy. Mỗi lần chỉ cho bà ăn 1-2 thìa, xong 15-10 phút hoặc 10 phút sau lại cho ăn 1-2 thìa. Nhưng mà phải ăn trong ngày, không nó hỏng. Ép bà ăn một lúc hết lọ này, bà không tiêu được của bà buồn luôn. Lôn ra nó phí. Em bao nhiêu tiền lắm đấy. Nhớ chưa? Nhắc lại xem nào. Cái này là nội soi về mới được ăn nhưng phải hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho ăn thì mới cho ăn. Đấy. Thế còn ăn thì là cho ăn làm nhiều lần, không ăn một lần, rồi sợ ăn không hết. 2-3 thìa. Nhưng mà phải ăn hết trong ngày nhá, không là nó hỏng ấy. Ví dụ sáng bóc là đến tối phải hết. Mỗi ngày chỉ được một lọ thôi anh nhớ. Anh nhớ là cái này nhiều tiền, đừng có lúc nào bà đang lôn cho bà ăn nó lôn ra là phí nhá. Cái này để tăng cường thể trạng, xâm yến đấy. Thế từ hôm qua giờ bà đi vệ sinh các thứ bình thường hả? Ăn uống là đã ăn được nhiều chưa hay là vẫn không ăn gì? Hôm qua bác sĩ bảo dặn sáng nay không được ăn. Từ chiều hôm qua đến tối thì ăn được hai suất cơm, hai suất cháo. Thế còn hôm qua bác sĩ dặn là hôm nay không được ăn. Lúc đấy là chưa nay là dặn là không ăn. À, chuyển cái này là không được uống, không ăn. Không được ăn uống gì. Không ăn uống gì. Đến lúc nào mà khô mồm quá thì nhấp nhấp nước cho nó đỡ khô họng thôi. Không mà lấy ít thìa cho cụ uống. Uống cho một ít thôi để cho nó đỡ khô họng. Hoặc là cái uống nước bạn nhâm 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 mà mai còn nội soi được mà ăn là mai là chỉ hoãn lại đấy. Ừ. Bác sĩ có dặn là bao giờ mổ không? Chưa, bác sĩ chưa dặn, chưa soi. Chưa nội soi là chưa thấy bác sĩ dặn. Vừa em hỏi bác sĩ bảo là bây giờ là đang yếu chưa mổ được, nên lại phải soi tiếp. Theo dõi để xem là nó vỡ không thì mổ cấp cứu.
Thế còn hiện tại là thể trạng là chưa đạt để mổ. Đấy. Bây giờ lại yếu rồi. Hôm qua thì đỡ, hôm nay lại yếu xuống rồi. Ở đây lại đi vào thang máy lại đi thang máy bị say. Lại say như hôm qua. Thì sau rồi anh trong, cho bác đi thang bộ. Sau thì bác sĩ là bảo là đi đi tiếp là vào thang máy thì mẹ này bảo là cái thuốc gan mà em đưa cho anh có mang theo không? Thuốc gan hôm trước em đưa cho anh ấy. Có. Có hả? Để cho bà uống sáng một viên tối một viên nữa. Thế để mai mang thêm thuốc não và nữa bà bị tiền đình cho uống thêm thuốc não để cho ổn định lại. Ừ, thì ăn sau khi siêu âm xong, nội soi xong. Đối với cái thuốc gan anh còn, anh mang xem còn mấy viên nữa. Cái hộp thuốc mà em đưa cho anh hôm ở trên Hà Giang ấy. Hôm mang ở trên Hà Giang em là không mang xuống ạ. À, không mang xuống ạ. À? Thế để mai mang vào cho nhé. Mặt bà là đang kiểu uống nhiều cái giảm đau paracetamol ấy, da hơi sạm, da hơi vàng rồi. Xuống đây người ta lại còn truyền giảm đau nữa. Ở dưới đây các phòng các bà cũng vui lắm. Nên là tư tưởng quan trọng bà cứ thoải mái lên nhá. Xuống đây là không sợ đâu. Ở đây khoa học tiên tiến lắm. Cố gắng là ăn ngủ xong là ăn uống cho sức khỏe, nhanh được về. Về nhanh còn bế cháu, cháu sắp đẻ đấy. Sắp đẻ cháu à? 9 tháng rồi. Ừ. Sắp ngủ xong khỏe nhanh là được. Cháu lộ con dai luôn. Cháu bà khỏe xong về là cháu cũng ra đời là bế là được rồi. Cháu là con của anh này luôn à? Không, con của em dai này. Ở nhà là bác có bị dị ứng cái gì không? Ví dụ là ăn cái gì có bị ngứa nhất gì không? Dị ứng bác về cũng không thấy bị. Không bị. Sữa đậu lành đâu nhá. Ừ. Cứ đi mua cả thùng đậu lành về uống là không được đâu. Nó toi ấy. Đấy. Cái đậu phụ nữa nhá. Ra viện anh em đi thăm cho mấy hộp sữa đậu lành uống vào. Chít nữa còn đi rồi. Không đi được thế nào một chỗ kêu suốt. Xong sợ quá phải vứt đi. Bảo bác sĩ bảo không cho uống đậu lành. Mới chạy đi sang nhà ông trai đi bảo. Ví dụ như hôm nào về thì cầm một cái quyển sổ ra, cầm cái tờ giấy ghi bà không được ăn gì, đúng rồi. Không được ăn đậu phụ này. Đấy. Đó, ghi ông dán lên nhà để cho những người em mình chăm bà ấy. Nhà có mấy anh em mà. Đúng rồi. Cái đậu phụ nhá. Cái đậu phụ mà hay ăn hàng ngày cũng không nên cho bà ăn đâu. Ừ. Mà bà về tốt nhất là chỉ nên cho ăn thịt lợn này. Ăn cá, trên đấy có cá nhiều đấy. Ăn cá rất là tốt cho bà. Đấy, nhớ nhá. Đấy chị dặn là về ghi ra tờ giấy những cái gì không được ăn dán ở bếp ấy. Để các anh em nấu nhìn thấy nó còn tránh. Mọi người có yếu thì tránh sữa đậu lành ra. Đó, nhớ nấu nhầm bà ăn lên mà phát bệnh chết đấy. Mẹ phát bệnh lại lần nữa đấy. Vì đang bình thường sữa đậu lành mà nó nặng hơn đấy. Điện thoại anh lưu ý sạc đầy pin nhá, giữ bật chuông hàng ngày để có việc gọi em ngay hoặc là em gọi thì nghe. Để các bác có gì gọi cho họ. Có việc gọi em để em phi sang luôn. Có gì gọi cho anh họ. Còn đây mà của bác sĩ em nói nhiều mà không kịp ấy, thì cứ mắc các bệnh nhân bên cạnh. Bình thường anh phải để ý thường xuyên vì là cái u của bà là nó sắp vỡ rồi. Đó, có vấn đề phát phải chạy sang phòng cấp cứu gọi ngay. Thay quần áo cho bà và thay quần áo thì gì bất thường dịch quần áo thì phải báo ngay. Biết là phòng bác sĩ rồi đúng không? Biết rồi. Đi đâu thì nhớ dặn các bác. Đi mua thức ăn hay dặn gì và thấy mẹ cháu bất thường là phải gọi bác sĩ cấp cứu hộ cháu. Anh nhá. Đấy, mình cố gắng nhờ người ta thì người ta giúp. Thế anh ăn uống ở đây là có ăn được không? Cơm có hợp với cả khẩu vị không? Ăn hết suất không? Ăn hết rồi. Thế lúc nào mà gần hết tiền lại báo để em đưa tiền cho để sinh hoạt nhé. Thế còn hơn 2 triệu đúng không? Ok. Lúc nào mà còn 500 thì báo để đưa tiếp nhé. Ăn uống là phải cố gắng ăn đầy đủ để còn có sức còn trông mẹ. Ăn là số căng kim ăn. Mua. Sáng nay thì đi lấy phiếu đi lấy. Có phiếu đi lấy. Thỉnh thoảng chắc là chuyến quán cơm, thiếu là sụp xuống mang phí đúng không? Vâng, đúng rồi. Bà thì ăn cháo. Bà chỉ ăn cháo trắng thôi.
Thì là bây giờ là cái u nó chèn rồi, không ăn được nữa. Đầy bụng không ăn được. Thế là ăn ít nó quen rồi, xong rồi là bị tụ đường huyết đấy. Hay bị tụ đường huyết vì ăn ít quá. Thế là bảo bác sĩ nếu mà cần truyền đạm ấy thì là anh bảo bác sĩ truyền. Bởi vì cái đạm này là phải truyền ngoài chứ người ta không có trong bệnh án đâu. Thì anh hỏi bác sĩ là mẹ em rất là mệt và yếu thì nếu cần truyền thì truyền. Hình như 1 triệu một túi sao ấy. Thì anh cứ lấy tiền anh đưa cho. Em đưa anh còn hơn 2 triệu đúng không? Nếu mà cần thiết lấy 1 triệu đưa để bà truyền đạm vào cho bà khỏe nhé. Cái này nó là ngoài người ta truyền ngoài chứ không phải là trong bệnh án là phải truyền. Tôi hỏi bác sĩ là mẹ em như này thì có phải truyền đạm không? Nếu phải thì anh chị truyền cho em. Gửi tiền cái chai đạm đấy nhá. Cái túi đạm đấy để cho nó hồi lại. Chứ bây giờ ăn toàn cháo với còn không ăn được luôn suốt ngày. Trong một cái quyển sổ. Bác sĩ dặn gì thì ghi nó vào. Ừ. Không nhiều lúc nhắc anh. Có biết chữ không? Anh biết chữ không? Biết chữ không? Có. Ừ, đấy là tốt. Mai cầm cho quyển sổ. Mai cầm quyển sổ. Bác sĩ dặn gì ghi vào. Đúng. Ừ. Vì nhiều lúc dặn của bác sĩ dặn ở đây thì cho cái bản kết quả theo dõi. Đặng Thị Nghiên đây. Đây đang truyền gluco là truyền đường này đúng không? Đường với cả Zinger này. Xem kết luận. Đây đang theo dõi hàng ngày vẫn là đang ổn định và an toàn này. Cái theo dõi cái u ấy. Người ta chỉ cho khỏe là ấy thôi, là mổ thôi. Hiện tại đang yếu, không đủ sức. Vâng, yếu quá không mổ được. Đấy, nhớ hỏi bác sĩ nếu truyền được đạm thì đấy bảo bác sĩ truyền cho. Mổ nhanh còn đi về. Lưu ý nhé, trường hợp của bác là sắp vỡ nên lúc nào cũng phải canh ở đây nhé, đừng đi lung tung. Đấy, đi ra ngoài phải dặn mọi người xung quanh trông hộ. Ra ngoài xong thì mua cơm hoặc đi vệ sinh vào ngay. Tức thì chị bảo em để em bảo cháu sang gọi bác sĩ nhá. Vâng. Thành kim nhá. Tức là mềm lắm, tức nói đau. Vâng. Trường này thích kim này, người ta bác sĩ là chỉ ngồi im, chị làm im thì đừng xoay đâu, kia kim nó trẹo phát là thôi chị. Đau ngay. Chị là đau người. Ta làm nhiều mà đau người. Đây. Em hỏi kia đem. Có cho ngồi dậy được không? Trường này à? 6 chai nước này. À, bây giờ bà dậy là chóng mặt à? Bà đau người. Bà thỉnh thoảng thay đổi tư thế ngồi tí. Ngồi dậy cũng được, trường ngồi dậy cũng được. Có nghĩa là nhá, thỉnh thoảng anh đỡ bà ngồi dậy thế này. Tại vì cái này nó không có cái tượng, tượng bà bị đau. Thì anh đỡ bà ngồi dậy xong anh ngồi cho bà tự có lưng anh ấy. Đây là em bảo luôn cho em, một ngày em chuyển bao 5-6 chai em làm im, em đau hết tết, người em im này. Thỉnh thoảng đây này. Để hết trong đầu em im. Đấy, anh đứng gần vào chị hướng dẫn. Xoa để cho cái chỗ đấy nó làm nhiều là vớ vẩn lâu quá nó hoại tử, nó loét đấy. Loét thịt đấy. Làm nhiều quá thì bà lại gầy. Lật trái lật phải rồi ngồi lên ngồi xuống nhiều và làm im một chỗ rồi sau các cái chỗ làm nó tiếp xúc với cái giường ấy nó sẽ loét ra. Bóp chân. Ngày hôm nay cháu vào đây cập nhật tình hình sức khỏe của bác Viên để mọi người được biết. Hiện tại thì ngày hôm nay lại yếu hơn ngày hôm qua. Vì là bị say thang máy, ăn được bao nhiêu lại nôn ra hết. Hiện tại là đang truyền nước để cho bác khỏe hơn. Đấy, lại buồn nôn à? Lại buồn nôn rồi. Vẫn buồn nôn à? Anh sang phòng kia hỏi xem là có truyền được đạm không, vì mua một túi truyền đi cho nó khỏe. Phòng trực ấy.
Đấy, hiện tại bà lại vừa nôn một lần nữa. Rất là khó cho bà, tức là ăn thì là không ăn được. Không ăn được thì bây giờ bảo truyền đạm thì bác sĩ lại bảo là chưa truyền được. Cứ luẩn quẩn như thế, đi thang máy thì say, mà đi thang bộ thì là bước lên bước xuống nhiều, nó lại vỡ cái khối u này ra. Nó luẩn quẩn đấy, đi thang máy say thì say lại không ăn được. Đấy, là tình hình sức khỏe là cứ từ hôm qua giờ là hôm qua lúc mà vào viện thì đỡ một tí, thế xong rồi đưa đi chiếu chụp, đi thang máy lại say, say đến tận bây giờ này. Hiện tại vừa nôn ra là không có gì trong bụng cả. Với cái sức khỏe như này thì không biết đến bao giờ mới có thể phẫu thuật được đây. Em cũng dặn là cho ăn nhiều bữa. Cho ăn nhiều bữa. Cố gắng cho ăn cả cái yến để cho nhanh hồi. Là chỉ có cách mỗi là cho bà ăn nhiều bữa, ít một. Cố gắng ăn ít một để bao giờ là hồi lại một tí. Bụng to này, nó chèn thì ăn ít một, ngày ăn 7-8 bữa rồi thì nó mới nhanh được. Sẽ yếu này người ta không dám mổ. Mà trường hợp nếu cái u vỡ ra mổ cấp cứu thì cái sức như này thì là sẽ rất là khó lâu hồi phục. Thế bà ngồi này bà có chóng mặt không? Ờ à, thế thì ngồi. Ngồi lên. Nằm ít thôi. Ngồi thì chỉ nó hơi chèn tức ở đây đúng không? Đau. Tại vì không ăn được nên là cái dạ dày nó có cái gì đâu. Mà nó chẳng đau đúng không? Đau cồn cào thì nó lại buồn luôn. Đấy. Nên là mai mà được ăn ấy thì cố gắng nhá. Cứ ăn 2 thìa một xong 10 phút sau lại ăn tiếp. Và chị khó ngồi lên như thế này này. Đừng làm. Làm nhiều lại chóng mặt. Rồi. Thôi giờ cháu phải về công ty cháu làm việc đây nhá. Công ty nhiều việc thì cứ hàng ngày cháu vào thăm bà thì có gì thì cứ bảo anh Trường anh gọi gấp nhá. Em giờ em phải về đây. Em đi làm. Có gì gấp thì gọi em. Mai em lại vào nhá. Cứ rảnh lúc nào em vào lúc đấy. Nhớ nhá, mai đội soi xong phát là về cho bà ăn ít cháo xong cho ăn yến này, ăn hết một lọ. Không phải ăn trong một lần mà trong một ngày là phải ăn hết một lọ nhé. Nhanh còn đi ấy. Thôi, có lẽ là chào xin phép chào mọi người thì cháu về. À. Cháu chào các bác nhá. Cháu đi về đây. Mai các bác có ăn bưởi nữa không? À, rồi mai lại vui bưởi tiếp. Mỗi ngày 10 quả thôi để còn vào nhiều đúng không? À. 100 quả lại mất 10 ngày không được vào thăm các bác rồi. Chào các bác nhé. Vâng ạ. Vâng, thưa mọi người, bây giờ cháu phải đi về công ty để làm việc. Đấy, và cái tình hình bệnh của bác Hiên thì ngày mai cháu sẽ quay lại tiếp tục cập nhật cho mọi người được biết để mọi người yên tâm cũng như là theo dõi. Có một cái may mắn thì cháu phải nhắc lại là bác không bị ca. Đấy, khối u hoàn toàn mổ được nhưng mà hiện tại là sức khỏe chưa ổn định, chưa thể thực hiện ca mổ. Chỉ có chờ nội soi về là anh Trường anh sẽ cố gắng là cho ăn nhiều bữa, mỗi bữa một ít để bác anh nhanh hồi hơn và sức khỏe ổn định là thực hiện ca mổ và xuất viện thôi. Này, xin phép dừng video tại đây. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Xin chào mọi người nhé.